Ok anh em, thì mình sẽ hướng dẫn, bữa nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách mua cái vòng đeo tay thông minh mini 3 này của trên thế giới di động này, mà chỉ mất có 2,5 thôi. Khoảng đó là đây mọi người nhé. Đầu tiên là mình viết số điện thoại ở đây, bọn chuẩn bị một cái số điện thoại. Viết đây xong ấn săn mã thì nó sẽ gửi cho bạn một cái mã. Bữa vừa nãy mình dịch mình lấy mã rồi, thì bây giờ mình chỉ ấn áp dụng là xong rồi. Rồi. Nếu mà có mã rồi á, biết không mà. Mã thì sau khi các bạn nhập cái mã vào thì sẽ gửi số điện thoại cho các bạn. Thì các bạn nhận cái mã, để mình nhập 66. Đó. Ok, các bạn nhấn vào đây. Nhấn vào mua hàng. À, mình xem. Đây, cái phiếu mã giảm giá này phải nhập lại. 6 9 4 5 1 7 9 8 6 6. Đó. Ok. Thì mỗi một số điện thoại mình chỉ được một lần thôi nhá. Giảm 30.000 này còn 720 này. Mình sẽ viết viết một cái tên khác. Đấy, địa chỉ giao hàng mình sẽ viết này. Ok, cũng thông tin này. Mình viết là gọi trước khi vào. Rồi, ok, bây giờ anh em. Đầu tiên đó thì cái thằng này nó sẽ cho mình một cái mã là 200.000 này. Đấy, thì bao giờ mà anh em mà nhận được cái máy này á thì anh em có thể đổi thành tiền mặt, hoặc là anh em muốn mua vác 200.000 thì đi đổi lấy một cái sản phẩm khác. Ví dụ như thế. Thì 720 trừ đi 200 thì chỉ còn 520.000 thôi. Tiếp theo anh em dùng thanh toán bằng cái Zalo Play này. Mới giảm được 250 nữa. Zalo Play này thì như nào? Thì anh em lên app anh em tải về điện thoại á, xong em kết nối với lại ngân hàng của mình. Thế là xong. Thì sau khi kết nối xong á thì anh em dùng cái Zalo Play này để thanh toán. Cái này có thể thanh toán tất cả các sản phẩm ở trên thế giới di động nhé, chứ không hẳn là đấu cái vòng đeo tay này. Đó, anh em ấn thanh toán thì nó hiện ra cái mã này. Cái mã này anh em dùng điện thoại để quét. Đây, mình sẽ vào điện thoại để mình quét. Thì anh em hơn giảm 250 nữa. Sẽ bấm vào nút thanh toán này, mình quét. Đấy, nó sẽ quét. Ở trên màn hình điện thoại mình thì mọi người không nhìn thấy, nhưng mà mình đang quét xong rồi thì đang giảm ưu đãi. Giờ mình sẽ phải thanh toán một cái số tiền là 470.000 nữa. Mình sẽ ấn xác nhận thanh toán. Đấy, mình đã thanh toán xong. Ok. Thế thanh toán xong thì nó đã như này rồi. Đấy, như là thanh toán xong này. Thì hiện tại trên cái điện thoại của mình nó đang là nó ghi là giao dịch thành công và nó chỉ trừ của mình có 470 thôi. Những 470.000 này á thì các bạn lại được tặng thêm một cái mã giảm giá trị giá 200.000 nữa. Thì mọi người chỉ mất là 270.000 để mua được cái vòng đeo tay này thôi. Đấy, cái này thì lát nữa nhân viên giao hàng nó sẽ điện cho mình rồi mình confirm là xong. Đến lúc mà nhân viên giao hàng đến nó sẽ đưa cho bạn cái phiếu 200.000 này, thì các bạn có thể quy đổi ra sản phẩm hoặc là quy đổi ra tiền mặt gì đấy tùy các bạn. Ok, cảm ơn các bạn, bye bye.